Sự thật về Hồ Chí Minh, không biết hay không dám nói. Bài của tác giả Duyên Lãng, Hà Tiến Nhất. Buổi chiều thứ bảy vừa qua, tôi không đi dự ra mắt DVD Sự thật về Hồ Chí Minh của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ vì bận việc quá. Nhưng rồi tôi cũng phải xoay sở cho bằng được, về để coi cho biết. Không phải chỉ để coi qua như coi một phim truyện hay một DVD ca nhạc, mà cố ý coi để hiểu biết sự thật về Hồ Chí Minh ra làm sao. Tên giả dịch này ghê gớm như thế nào mà thấy người ta quảng cáo quá chừng chừng. Xem hết cuốn DVD, tôi thực sự cảm thấy buồn, chán nản và thất vọng nữa. Những chuyện mà nhà làm phim Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ gọi là sự thật về Hồ Chí Minh, về Đảng Việt Gian Cộng Sản, theo tôi nghĩ, đó mới chỉ là những thứ rong rêu bám vào chung quanh sự thật, chứ không phải là sự thật. Cái sự thật trần truồng và chính xác nhất thì vẫn còn nằm kín bên trong lớp vỏ bùn đất rong rêu dày đặc kia. Hồ Chí Minh giết người, đúng. Hồ Chí Minh chơi chạy, đúng. Hồ Chí Minh bán đồng chí, đúng. Hồ Chí Minh ăn cắp thơ văn, đúng. Hồ Chí Minh lưu manh bịp bợm, đúng. Vân vân và vân vân. Tất cả tội ác của Hồ được phơi bày trong cuốn DVD đều thật cả. Không có cái gì là không thật. Nhưng sự thật chính xác nhất là cái gì thì người ta lại không tìm ra, hay không muốn khui ra thì không biết. Tôi buồn, chán nản và thất vọng là vì vậy. Tôi tin rằng người không hiểu biết về Hồ Chí Minh, và nhất là bọn cán bộ đảng viên gà mờ, nếu xem đĩa DVD này sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, té ra cũng vậy thôi. Bác Hồ có những sai phạm cá nhân, chuyện đó là bình thường mà. Bác cũng là người, với những bất toàn của một con người. Nhưng dù sao, bác cũng vẫn là một người yêu nước. Bác đã có công thống nhất tổ quốc và giành lại độc lập cho dân tộc. Thế là huề cả làng, đi đong cái công lao và tiền bạc của cha Lễ. Sự thật chính mi. Tôi phải đi tìm định nghĩa của sự thật trước rồi mới xác định nó được. Sự thật về một con người là con người đó với tất cả bản tính trời sinh của nó, hay gọi là bản chất, nghĩa là những thuộc tính không thay đổi của một con người. Bản chất xấu đưa con người đi đến làm điều ác. Tội ác cũng có từng loại và mức độ khác nhau. Chẳng hạn, giết một người gây đau khổ cho một gia đình, nhưng giết nhiều người làm thương tổn đến một cộng đồng hay cả một dân tộc. Hồ Chí Minh phạm đủ mọi thứ tội ác xấu xa, nhưng cái bản chất xấu xa nhất trong con người của hắn là làm tay sai cho ngoại bang, và từ đó đi đến chỗ bán đứng tổ quốc cho ngoại bang. Đó mới chính là sự thật chính xác nhất về Hồ Chí Minh. Nhưng rất tiếc, toàn bộ đĩa DVD của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã không xác định được điều này. Hồ Chí Minh có làm tay sai cho ngoại bang không? Có bán nước không? Chúng tôi sẽ chứng minh dưới đây bằng những văn kiện chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và bằng sách vở báo chí, hoàn toàn không vì thù ghét cá nhân mà kết tội hồ đồ. Tờ Người Cùng Khổ, Le Paria của Nguyễn Ái Quốc năm 1931 viết: Tổ quốc không nhất thiết phải bao gồm những người cùng một màu da hoặc cùng một ngôn ngữ. Tổ quốc là sức mạnh chính trị của giai cấp. Vô sản Đông Dương không có tổ quốc. Như thế Hồ Chí Minh tự xác nhận mình là người vô tổ quốc. Một người không có tổ quốc mà bảo rằng hắn tranh đấu cho độc lập của dân tộc là nói láo. Hoàn toàn láo. Sau đây là một đoạn trích trong lá thư xin việc của Hồ Chí Minh viết ngày 6 tháng 6, 1938. Sau gần 7 năm không được Quốc tế Cộng sản giao công tác, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, trang 90. Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động, và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của đảng. Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí.
Thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi. Một người đi xin việc với một chính quyền ngoại bang thì rõ ràng là công bộc của ngoại bang, chứ còn là gì nữa. Nói khó nghe một tí, là đầy tớ hay là tay sai của ngoại bang thì cũng thế thôi. Tờ báo cáo dưới đây trích trong Hồ Chí Minh toàn tập tập 2. Hồ Chí Minh gửi cho Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản yêu cầu gửi tiền cho hắn hoạt động để thực hiện các công tác bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á. Hồ đã được Điện Cẩm Linh trả lương để thực hiện ý đồ xâm lược Việt Nam của Liên Xô. Báo cáo gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản tháng 6, 1927. 1. Từ tháng 11, 1924, tôi được Ban Phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương. Tôi tiếp tục đi Moscow để trình bày yêu cầu của tôi. 4. Yêu cầu của tôi. Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương, đi qua Xiêm. Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Moscow và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm. Tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ Kim như sau. Lương tháng $150 trong 2 năm. Mở ngoặc cho tôi và những người giúp việc đóng ngoặc $3,600. Quỹ để công tác trong 2 năm. Mở ngoặc mỗi tháng $200, đóng ngoặc $4,800. Tiền chi bất thường $1,100. Tổng cộng $9,500. Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng, vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Bangkok. Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1. Đưa tôi vào bệnh viện. 2. Khi tôi ra bệnh viện, cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi. 3. Và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt. Gửi các đồng chí lời chào Cộng sản. Làm việc do lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác thì tốt đấy, nhưng làm việc được trả lương thì lại khác. Đây mới là bằng chứng xác thực nhất Hồ Chí Minh là tay sai của Liên Xô. Dưới đây nữa là bức thư đề ngày 31 tháng 10, 1952 của Hồ Chí Minh, viết cho Stalin để xin chỉ thị về đề án cải cách ruộng đất phác họa cho Việt Nam. Đồng chí Stalin kính mến, tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoqi và Van Sở Gia Xian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này, kính gửi tới đồng chí lời chào Cộng sản. Chỉ một phần nhỏ trích dẫn trên trong kho tài liệu về Hồ Chí Minh cho thấy Hồ là một tên vô tổ quốc, mở ngoặc. Đúng hơn, tổ quốc của hắn là đế quốc Cộng sản Nga, đóng ngoặc. Tự nguyện làm đầy tớ cho Liên Xô, lãnh lương của Liên Xô, và nhận chỉ thị của Điện Cẩm Linh thi hành các chính sách của đế quốc Liên Xô về Việt Nam. Như thế tưởng đã đủ để đi đến kết luận rằng Hồ Chí Minh là tên Việt gian, tay sai của đế quốc đỏ Liên Xô. Từ là một tên tay sai ngoại bang cai trị đất nước ta, Hồ Chí Minh bán đất nước ta cho ngoại bang là chuyện không có gì là lạ. Chúng tôi xin nêu ít nhất hai bằng chứng cụ thể trên giấy trắng mực đen sau đây. Thứ nhất, hồi tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm dưới quyền của Hồ Chí Minh nói với Lee Zimin, xử lý thường vụ tòa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, rằng theo những dữ kiện của Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung Quốc. Thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố bề rộng của lãnh hải Trung Quốc là 12 hải lý, được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa.
10 ngày sau đó, tức là ngày 14 tháng 9 1958, Phạm Văn Đồng, thủ tướng dưới quyền Hồ Chí Minh, gửi một công hàm ngoại giao cho Chu Ân Lai ủng hộ lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nguyên văn như sau: Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ, Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bè. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Chỉ với những văn kiện và trích dẫn trên, tưởng đã đủ để đi đến kết luận rằng Hồ Chí Minh chính là một tên đại Việt gian, tay sai bán nước. Cái huyền thoại Hồ là người yêu nước, có công thống nhất đất nước, đem lại độc lập cho Tổ quốc chỉ là một huyền thoại ảo. Là nói láo, đại láo khoét. Ngược lại, Hồ là một tên tội đồ của dân tộc. Không biết hay không dám nói, những nhân vật xuất hiện trên đĩa DVD để phanh phui sự thật về Hồ Chí Minh thì nhiều lắm. Toàn là những tai to mặt lớn cả, bằng cấp bề bề, địa vị ngất ngược. Ngoài hai nhà làm phim là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo, chúng tôi điểm danh một số người có tên tuổi sau đây: Ta, Tàu, Tây, Đủ Cả, và ghi nhận đại khái những nhận định của họ về Hồ Chí Minh như sau. Ông Minh Võ: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đều không hiểu chủ nghĩa cộng sản đến nơi đến chốn. Nhà biên khảo Minh Võ cho rằng Hồ và đám đệ tử Trinh, Đồng, Giáp vân vân không hiểu chủ nghĩa cộng sản đến nơi đến chốn. Nói như thế có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa cũng tốt đẹp, hay ít ra không đến nỗi tệ lắm. Theo ông Minh Võ thì cứ hiểu chủ nghĩa cộng sản cho thấu đáo và tường tận đi đã, rồi mới đem áp dụng thì đã chẳng có chuyện gì. Muôn sự chỉ vì Hồ Chí Minh và bọn đệ tử đã không hiểu chủ nghĩa cộng sản. Chứ nếu thấu hiểu đàng hoàng đến nơi đến chốn thì đất nước ta đã chẳng đến nỗi tanh banh tét bét như thế này. Đó là một sự tiếc rẻ của ông Minh Võ. Ông chỉ chê bọn đầu sỏ cộng sản ngu dốt. Thật ra chúng chẳng có tội gì. Bùi Tín: Hồ bị chủ nghĩa Marx mê hoặc, mở ngoặc. Bùi Tín còn lên tiếng đòi quyền lợi cho Nguyễn Tất Trung, đứa con rơi vô thừa nhận của Hồ, đóng ngoặc. Jean-François Revel: Mục tiêu đấu tranh của Hồ Chí Minh không phải là độc lập của Việt Nam, mà là sáp nhập Việt Nam vào quốc tế cộng sản. Tuy là một người Pháp, nhưng triết gia Revel có một cái nhìn tuy chưa phải là sự thật nhưng khá gần với sự thật. Một người Pháp nói được như thế cũng là tốt lắm rồi. Olivier Tốt: Hồ là tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa cộng sản. Jean Saint-Denis: Hồ hoàn toàn gắn bó với chủ nghĩa cộng sản. Bernard Fon: Hồ trung thành vô điều kiện với Stalin. Trương Vĩnh Kính: Hồ đánh phá và lũng đoạn các tổ chức quốc gia, thủ tiêu các nhà yêu nước. Vũ Ngự Chiêu: Hồ là một nhà độc tài có nhiều tham vọng. Nhà báo Ba Lan Robert: Hồ Chí Minh là một tay diệt chủng, có tội với dân tộc mình. Đây là lời kết tội Hồ Chí Minh khá nặng nề của một người ngoại quốc mà chúng ta rất ít gặp, nhưng còn xa với sự thật mà chính nó là. Ông Bùi Diễm: Tư tưởng Hồ không lấy gì làm xuất sắc lắm, và đạo đức của Hồ không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm. Nói như ông cựu đại sứ Bùi Diễm, ta phải hiểu là Hồ Chí Minh cũng có tư tưởng chứ không phải không có. Chỉ có điều là tư tưởng của Hồ không được xuất sắc lắm. Về đạo đức cũng vậy, Hồ có đạo đức, chỉ là không được tốt đẹp lắm thôi. Theo ông Bùi Diễm thì Hồ Chí Minh cũng giống như một thí sinh đi thi. Đậu thì có đậu đấy, hạng bình thứ, nhưng chỉ không đậu cao thôi,
Hạc Ưu. Ngài cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, người ta đồn là rất thân với Xỉa. Nói thế, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Riêng người viết thì nghĩ rằng ông Bùi Diễm không thể nào cạn tàu giáo máng với Cộng sản được. Vì người ta đâu có thể để cho ông làm thế. Ông Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Chí Minh có nhiều ngày xanh khác nhau, chứng tỏ một con người thiếu thành thật. Ông giáo sư bể dâu Nguyễn Ngọc Bích tố Hồ Chí Minh ra trò lắm. Nhưng rất tiếc, ông đã không đánh lưỡi 7 lần trước khi nói ngạn ngữ của Pháp, nên ông bị hố và trở thành mình tự chửi mình. Ông Bích tố cáo Hồ Chí Minh có nhiều ngày xanh khác nhau, chứng tỏ một con người thiếu thành thật. Thế nhưng Nguyễn Chí Thiện cũng có cả lô ngày và năm xanh khác nhau, thì ông Bích lại coi Thiện như anh em ruột thịt. Chẳng bao giờ ông Bích thắc mắc về sự thiếu thành thật của Nguyễn Chí Thiện cả. Nói tóm lại, toàn bộ đĩa DVD của Cha Lễ, người ta chỉ nghe kể các tội lỗi, các thói xấu của Hồ Chí Minh mà không thấy một ai nêu rõ được bản chất tay sai bán nước của hắn. Đấy là tôi không đề cập đến những phát biểu cố ý làm nhẹ đi các tội của Đảng Cộng sản, vì e bài này sẽ dài quá, mà chỉ chú tâm vào vấn đề chính là cái huyền thoại Hồ Chí Minh. Vậy huyền thoại Hồ Chí Minh là gì? Tôi là một người yêu nước, có công thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. Với công lao to lớn này, Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là quốc phụ, là cha già của dân tộc Việt Nam. Muốn đánh đổ cái huyền thoại này, đĩa DVD phải chứng minh Hồ chỉ là một tên tay sai của Liên Xô. Hồ phát động chiến tranh, giết hại đồng bào của mình để mở rộng đế quốc đỏ Liên Xô, chứ không phải vì độc lập của Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố, theo chỉ thị của quốc tế cộng sản, tôi mở ngoặc Hồ Chí Minh đóng ngoặc, đã hoàn thành sứ mạng Bolshevik hóa Đông Dương. Và trong diễn văn khai mạc Đại hội 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1960, Hồ phát biểu, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á và trên thế giới. Sự thể này đã được chính Khrushchev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô xác nhận và viết trong kết luận của chương trình về Hồ Chí Minh và chiến tranh Việt Nam như sau. Cuộc chiến này mở ngoặc chiến tranh Việt Nam đóng ngoặc. Không chỉ vì tương lai của người dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang đổ máu và xả thân cho phong trào cộng sản thế giới, mở ngoặc, chứ không phải cho dân tộc Việt Nam, lời chú của người viết đóng ngoặc. Công trình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là nhằm đánh đổ huyền thoại Hồ Chí Minh. Những luận chứng rõ ràng và đanh thép như trên để làm việc này thì lại không thấy một ai trong nhóm tham dự vào việc đi tìm sự thật về Hồ Chí Minh nêu ra. Quý vị không biết, hoặc thậm chí không muốn biết là trên bình diện chính trị, chỉ có tội bán nước của Hồ Chí Minh mới đánh đổ được cái huyền thoại yêu nước của hắn thôi. Chỉ nhắc lại những điều khổ lắm biết rồi nói mãi trên các sách báo, chẳng hạn như Hồ Chí Minh giết người, Hồ Chí Minh gạt gẫm đàn bà, có vợ bỏ vợ, có con bỏ con, Hồ Chí Minh ăn cắp thơ của người khác, Hồ Chí Minh bán đứng bạn bè cho Tây, thủ tiêu đồng chí vân vân, chẳng ăn thua gì, không giết nổi cái huyền thoại về hắn đâu. Những tài liệu Hồ Chí Minh làm tay sai cho Liên Xô, cho Tàu Cộng, bán nước ra sao có thể tìm thấy ở bất cứ văn khố hay thư viện nào trên khắp thế giới. Thế mà trong suốt đĩa DVD, chúng ta không thấy một ai chứng dẫn. Quý vị này hoàn toàn là những người có học thức cao, Việt Nam và ngoại quốc. Do đó câu hỏi cần đặt ra là họ có biết hay không biết, có đọc hay không đọc các tài liệu quan trọng về Hồ Chí Minh. Chúng tôi không tin họ không biết và không đọc, bởi vì họ là những nhà viết sử, những nhà báo chuyên về các vấn đề của Việt Nam.
Tại sao họ biết mà không dám nói thì đây là một điều lạ. Một câu hỏi quan trọng, rất quan trọng, cần phải đặt ra cho mọi người. Vì tôi là linh mục. Trong bất cứ một phiên tòa nào, kể cả tòa án nhân dân của Cộng sản, cũng đều gồm có đủ ba thành phần: chánh án, bị cáo và biện lý, mở ngoặc, đại diện ngành công tố, đóng ngoặc. Dĩ nhiên luật sư là người đứng về phía bị cáo. Bị cáo bị kết tội hay không, tội nặng hay nhẹ, tùy thuộc không ít vào thái độ của biện lý. Muốn tội nặng, biện lý ghép nghi can vào những trường hợp nặng nhất, đưa ra những bằng chứng khó chối cãi nhất. Nhưng nếu muốn cho tội nhẹ đi, biện lý chỉ cần ghép vào trường hợp bất cần, không tự chủ được hoặc vô tình, vân vân. Với những chứng cớ vu vơ thiếu chính xác, vai trò của luật sư chỉ thực sự vất vả nếu biện lý cương quyết bắt tội. Còn nếu biện lý muốn nhẹ tay thì luật sư coi như cứ việc ủ ơ dí dầu cũng có tiền bỏ túi. Trong vụ xử Chúa Giê-xu, Tổng trấn Pilát đứng vào thành phần chánh án. Ông biết Chúa là người công chính, không phải là người chính khách có tham vọng, và là người vô tội. Ông rất muốn tha Chúa. Nhưng phe biện lý ở đây là các tư tế và kỳ mục trong đạo Do Thái. Họ nhất quyết gán cho Chúa tội chính trị là Ngài muốn xưng vương Do Thái. Ngụ ý lớn hơn nữa là chống lại hoàng đế Caesar của La Mã. Đây là một tội không thể tránh được cái chết nếu đúng. Pilate hỏi đi hỏi lại Chúa, ông có phải là vua Do Thái không? Lần thứ hai Chúa chỉ trả lời, đấy là Ngài nói. Tổng trấn chỉ cần Chúa trả lời no, như ông gợi ý, là ông ta có lý do để trả tự do cho Chúa. Nhưng một đàng Chúa Giê-xu đã trả lời đúng như Pilate gợi ý. Một đàng phe tố cáo, mở ngoặc biện lý, đóng ngoặc, nhất định đổ cái tội chết lên đầu Ngài. Nên tổng trấn Pilate đành chịu thúc thủ. Trong trường hợp này ta thấy rõ sự lợi hại của vai trò biện lý trong phiên tòa. Sở dĩ tôi phải dài dòng như vậy là muốn chứng minh rằng đang có một âm mưu sửa tội cho Hồ Chí Minh, mà DVD là một lợi thế. Cứ cho việc đi tìm sự thật Hồ Chí Minh là một phiên tòa cho dễ hiểu. Cũng cần lưu ý, đây là một phiên tòa lương tâm xét xử một vụ án chính trị, chứ không phải thuần túy hình sự. Mặc dù bị cáo Hồ Chí Minh đã phạm rất nhiều tội ác, mà tội nào cũng đều đáng chém đầu cả. Trong phiên tòa này, ngồi ghế chánh án để xét xử là 80 triệu đồng bào Việt Nam. Đại diện công tố viện là những người được phỏng vấn. Bị cáo là cái huyền thoại Hồ Chí Minh. Muốn trừ đi cái huyền thoại này, hay nói khác đi là kết án tử hình đó, thì nhất định phải chứng minh được rằng Hồ Chí Minh là tên Việt gian tay sai bán nước. Trọng trách này nằm trong tay biện lý, tức là những người được cha lễ mời phỏng vấn. Những tội ác khác Hồ đã phạm như giết vợ, thủ tiêu đồng chí vân vân, chỉ có thể cùng lắm giết hắn về thể xác, chứ không thể trừ khử đi cái huyền thoại về hắn được. Cứ xem Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn học trò, giết người vô số kẻ, nhưng người Trung Hoa bây giờ vẫn kể ông ta là người có công đầu tiên làm nên một nước Tàu thống nhất như ngày nay. Cái bản chất tay sai của tinh thần ái quốc không thể hòa lẫn được trong một con người. Thiếu gì bọn lãnh tụ cộng sản trên thế giới, họ cũng tàn ác, cũng sa đọa, nhưng họ không làm tay sai cho Liên Xô. Tito chẳng hạn, ông ta không theo mà còn chống Liên Xô nữa là đằng khác. Hay như Mao Trạch Đông, ông không làm đầy tớ mà còn kình địch với Liên Xô. Một chứng minh cụ thể là trong Thế chiến thứ hai, để chống lại Nhật, Liên Xô giúp Tưởng Giới Thạch chứ đâu có giúp Mao Trạch Đông. Chỉ có Hồ Chí Minh theo làm tôi tớ cho Liên Xô tận tình. Khi Liên Xô đổ, Hồ lại quay sang thờ Tàu Cộng. Đó rõ ràng thể hiện bản chất làm tôi tớ cho ngoại bang của Hồ Chí Minh. Cái bản chất này của Hồ Chí Minh bị bỏ quên trong việc cha lễ đi tìm sự thật về Hồ Chí Minh. Như trên tôi đã khẳng định, những người được cha lễ trao phó trách nhiệm đi tìm sự thật, họ biết sự thật là cái gì và ở đâu, nhưng họ không nói.
Với tư cách là người giữ vai trò biện lý trong phiên tòa xử huyền thoại Hồ Chí Minh, họ không dám nói. Cần nhắc lại vụ xử Chúa Giê-xu, mặc dù Chúa vô tội, nhưng đóng vai biện lý là các tư tế và kỳ mục trong dân cố tình gán ghép Chúa vào tội chết, nên Pilát muốn cứu Chúa cũng không cứu được. Trong vụ xét xử huyền thoại Hồ Chí Minh, tội chứng đã hiển nhiên. Hồ là việc gian tay sai bán nước. Vai biện lý, tức những người được phỏng vấn, lại đi tìm những tội chứng vớ vẩn không đâu. Rõ ràng họ muốn cứu nó, chứ không muốn tử hình cái huyền thoại này. Do đó toàn dân Việt Nam trong vai chánh thẩm muốn trừ khử tên gian ác này cũng khó làm nổi. Muốn biết nguyên nhân tại sao những thành phần trong vai biện lý không muốn xử tử hình huyền thoại Hồ Chí Minh, thì cần phải tìm hiểu họ là ai, thuộc thành phần nào. Để cho dễ nhận diện, ta có thể phân biệt những người này ra làm ba phần như sau: người ngoại quốc, người tị nạn và đám phản tình cuội. Một, thành phần ngoại quốc. Họ là những nhà trí thức lại có tiếng tăm. Chắc chắn là họ muốn đóng khung trong khuôn khổ nghiên cứu để khỏi bị mang tiếng thiếu vô tư. Cũng có thể họ nghiên cứu không được thấu đáo. Chúng ta cũng biết những nhà nghiên cứu, họ chỉ căn cứ trên sách vở tài liệu. Mấy khi họ lăn lộn vào cuộc sống thực mà tìm tòi. Cũng có thể họ có những quan điểm và xu hướng chính trị riêng tư chúng ta không biết. Do đó chúng ta không thể khiển trách họ được. 2. Thành phần tị nạn. Họ cũng có phần nào giống như những người ngoại quốc vừa nói trên. Họ muốn giữ bộ mặt trí thức của họ là những nhà nghiên cứu để không bị mang tiếng là chống cộng cực đoan hay quá khích. Thái độ đó khiến họ trở thành những kẻ luôn luôn đứng bên bờ lịch sử để hưởng lợi. Có thể có những lý do thầm kín khác mà họ không thể tỏ ra bên ngoài. Điểm cần lưu ý là trong thành phần tị nạn này có rất nhiều người là đảng viên của Việt Tân. Việt Tân đã từng tuyên bố công khai rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước và có công với Tổ quốc. Việt Tân tuyên bố như thế. Bây giờ chúng ta đòi đảng viên của họ nói ngược lại Hồ là tay sai bán nước. Chuyện đâu có dễ dàng. Ông Nguyễn Ngọc Bích, một thành viên Việt Tân cốt cán, tố khổ Hồ Chí Minh là thiếu thành thật, đã là quá sức ông ta rồi. Giới hạn và sự cho phép đối với ông ta chỉ có đến thế thôi. 3. Thành phần phản tình cuội. Thành phần này chiếm đa số trong đám người cha lễ cậy nhờ đi tìm sự thật về Hồ Chí Minh. Đây là thành phần đáng nghi ngờ thứ hai sau Việt Tân. Dương Tu Hương mới viết sách thổi Hồ Chí Minh lên đến tận tầng mây xanh. Như thế thì bà Hương nói sự thật về Hồ Chí Minh ra sao? Chúng ta không cần nghe cũng biết được. Hay như Bùi Tín, Bùi Bằng Đoàn bố Bùi Tín là cận thần của Hồ Chí Minh. Nếu Bùi Tín kết tội Hồ Chí Minh là Việt gian bán nước, thì ông ta phải nói sao về ông bố mình? Không lý, ông vẫn gân cổ cãi lên, nhưng bố tôi vẫn là người yêu nước. Ai nghe được? Vũ Tư Hiên cũng thế. Hiên ngày còn bé được Hồ Chí Minh cho ngủ chung giường. Bố của Hiên là Vũ Đình Huỳnh, là một tà lọt, rất thân cận với Hồ Chí Minh. Đòi Vũ Thư Hiên kết tội Hồ Chí Minh là Việt gian bán nước, có khác gì buộc Hiên phải tố cáo cha mình là tòng phạm bán nước. Cho nên khi cả cái đám phản tình cuội này đi tìm sự thật Hồ Chí Minh, thì chúng ta có thể biết sự thật là cái gì rồi. Khỏi cần phải thắc mắc chi cho mệt. Cha lễ mời đám người này cộng tác với mục đích gì? Chúng ta nên hỏi cha lễ. Sự thật mà ngài muốn tìm là sự thật gì? Nó ở bên nào của dãy núi Pyrenees? Mọi người đã xem và đã thấy DVD sự thật về Hồ Chí Minh do linh mục Nguyễn Hữu Lễ khổ công thực hiện đã không đáp ứng được cái mà mọi người mong đợi, tức là trừ khử đi được cái huyền thoại về Hồ Chí Minh. Sự thất bại này, như tôi đã trình bày trên, nó nằm trong vấn đề nhân sự, những người thực hiện DVD. Vấn đề là cha lễ vô tình hay chủ tâm lựa chọn những người cộng tác. Nếu chỉ là vô tình, thì chắc chắn 100% là cha lễ đã chưa bao giờ hát bài Vì Tôi Là Linh Mục. Còn nếu đây là chủ ý của cha lễ, thì rõ ràng
Ngài đã có mục đích riêng của Ngài. Cha Lễ nói vậy nhưng không phải vậy. Ngài nói muốn xóa đi cái huyền thoại Hồ Chí Minh, nhưng không phải vậy đâu. Ngài đang remodel nó đấy. Ai giúp sáng kiến cho cha Lễ làm DVD? Ai cố vấn cho cha Lễ về nội dung? Ai giới thiệu cha Lễ những người được phỏng vấn? Trả lời một loạt các câu hỏi như thế, chúng ta có thể tìm ra được sự thật của vấn đề. Vấn đề này là đĩa DVD sự thật về Hồ Chí Minh đã không xóa bỏ được huyền thoại về Hồ Chí Minh. Trái lại, nó là một kế hoạch rất tinh vi và thâm độc, kín đáo và tài tình trong âm mưu duy trì và củng cố cái ngôi thần tượng Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt và mãi mãi con cháu sau này. Kết luận. Câu kết luận của tôi cũng là câu mở đầu bài viết của tôi, vắn tắt thôi. Xem hết cuốn DVD, tôi thực sự cảm thấy buồn, chán nản và thất vọng. Hy vọng rằng cha Nguyễn Hữu Lễ tìm ra được chính sự thật về Hồ Chí Minh và nhìn ra sự thất bại của mình, và Ngài sẽ có cách xử lý vấn đề. Những tội ác giết người, cướp của, hiếp dâm, tham ô, ăn cắp vân vân của Hồ Chí Minh và Đảng Việt Gian Cộng Sản, nhân dân Việt Nam có thể tha thứ. Nhưng tội làm Việt gian bán nước của chúng thì nhất định không thể tha được. Không tòa án nào miễn tố, và lịch sử sẽ truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau ghi nhớ. Hiểu được chân lý đó đã, rồi hãy làm chuyện đánh đổ huyền thoại Hồ Chí Minh. Duyên Lãng, Hà Tiến Nhiên. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mõm vào đây, buộc chặt vào. Mấy vòng vào. Không, nữa. Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Đây, sao? Chọc. Rào cụt thế. Đấy, được rồi. Rò vào, đúng không? Không, chưa sâu. Vào, cho lấy cái nó đâu. Thì đúng chỗ đấy. Rào cụt thì sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lấy chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Gió đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, không lấy nữa ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Nó chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,